Nữ diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân trao lại trọng trách người dẫn dắt dự án gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh vết sẹo cuộc đời cho Dung Phạm. Cô đã gắn bó với 10 chương trình và lần thứ 11 sẽ giữ vai trò hỗ trợ phía sau cho Dung Phạm. Dung Phạm gọi Ngô Thanh Vân thân mật là chị ba, còn Ngô Thanh Vân gọi lại Dung Phạm là Dung San. Trong buổi họp báo ra mắt ngắn máy bay giấy và công bố khởi động dự án vết sẹo cuộc đời 11, Dung Phạm cùng vợ chồng Ngô Thanh Vân, các anh tài trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Quỹ Nhịp Tim Việt Nam cùng tụ hội. Phim ngắn máy bay giấy do Dung Phạm đạo diễn, dưới sự hỗ trợ miễn phí từ các thành viên ekip đến các diễn viên đã được công chiếu trong cuộc họp báo khởi động vết sẹo cuộc đời 11. Phim ngắn đã được chiếu năm 2019, nhưng ở khuôn khổ đêm gala gây quỹ, nhưng đến nay mới được chiếu rộng rãi và sắp tới sẽ đăng tải lên nền tảng mạng để phục vụ cộng đồng. Anh em, nó không phải là bộ phim thương mại, nó là bộ phim để kêu gọi đóng góp của mọi người. Thì khi mà nó ra mắt vào năm 2019, thời điểm đó thì nó chỉ họp ở một cái khung cảnh đó, và những người ở đó, những mạnh thường quân ở đó, những nhà hảo tâm ở đó, họ xem họ sẽ thương và họ quyên góp. Nhưng mà có thể năm 2024 này, như chị Vân nói, thì cũng là nếu như bản thân mình có khả năng thì mình không thể nào mà kêu gọi nhiều và giỏi như chị Vân được. Nhưng mà chỉ mong muốn là khi bộ phim này ra mắt, thêm một số phim khác sắp tới nữa, nếu như có sự đóng góp của các anh em ngồi đây, ví dụ như Nicole, thì đối với Jun, giống như chị Vân nói ban đầu, kêu gọi một người mà đóng tới 36.500.000 đồng thì rất khó, nhưng mà kêu một người đóng 1.000 đồng thì dễ dàng hơn một chút, dễ dàng hơn một chút. Thì Jun chỉ muốn là trong năm thứ 11 này, Quỹ Nhịp Tim Việt Nam sẽ làm được một cái điều kỳ diệu, đó chính là mỗi người và sự đóng góp nhỏ thôi, nhưng mà nó số lớn. Thì cái chuyện đó nó phụ thuộc vào đại chúng, và cho năm nay mình sẽ giải quyết, đó là cái đề bài của năm nay, Hình Của Giấc Mơ, thì chỉ mong là nó sẽ thành hình. Nói chung là ekip ấp ủ nhiều cách, nhiều hướng khác nhau để quyên góp lắm. Chị còn nhớ là hồi xưa lúc 2019 bộ phim này ra mắt trong một cái gala dinner với lại một cái số lượng khán giả rất là là được chọn lựa đó, thì chị cũng ấp ủ một cái giấc mơ là ghép ba cái phim ngắn về Nhịp Tim Việt Nam và được chiếu ở CGV chẳng hạn, để cho mọi người đi tới mua vé, thì những cái số vé đó để được quyên góp vô trong quỹ. Có nghĩa là ekip ấp ủ rất là nhiều thứ để có thể đem nó ra công chúng như bằng cách nào đó để có thể quyên góp thêm nữa. Nhưng mà đùng một cái tới 2020 á, thì khi mà chưa deal được, chưa tìm được cái cách để làm á, thì Covid lại tới. Thì sau đó là nó đã bị ngưng gián đoạn ở đó luôn, và chị vẫn luôn ấp ủ cái suy nghĩ bằng việc là mình ghép những cái bộ phim ngắn lại thành một cái bộ phim dài để mọi người đến gặp và mua vé, và cái số tiền đó nó sẽ đi thẳng vào trong Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Nhưng mà cái giấc mơ đó nó vẫn còn gian dở, thì năm nay hay là có thể đến thời điểm này chị thấy nó thích hợp để tiếp bước cho cái ca khúc của Jun Phạm, cho nên chị mới quyết định là cho nó ra đại chúng luôn. Ca khúc của người khác. Ca khúc của bạn nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Lẽ ra Tuyền hôm nay cũng đến, mà hôm nay Tuyền lo bận làm chị đẹp nên hôm qua. Nên đó, thì hy vọng những cái ước mơ của chị Vân trong năm nay sẽ thành hiện thực. Phim ngắn kể câu chuyện về hai cậu bé là bạn bè thân thiết trong một xóm nghèo. Cả hai mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật nhưng gia cảnh nghèo khó. Sau khi biết đến Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, người bà của một cậu bé đã tìm đến với mong mỏi được hỗ trợ mổ tim cho cháu. Tuy nhiên, quỹ có hạn và chỉ hỗ trợ được cho một trong hai cậu bé trước. Câu chuyện được kể cảm động, lấy nước mắt khán giả. Dung Phạm cho biết đã gắn bó cùng vết sẹo cuộc đời từ khi còn là thành viên nhóm nhạc 365. Anh theo hỗ trợ Ngô Thanh Vân nên hiểu công việc thiện nguyện này không dễ làm, không dễ kêu gọi tài trợ để giúp các bé bị tim bẩm sinh cơ hội để hồi phục. Tuy nhiên, được Ngô Thanh Vân trao vương miện, anh sẽ nỗ lực thực hiện và mong sự hỗ trợ của các anh trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng như sự tiếp sức của mọi người. Anh cho biết, nếu anh làm thì sẽ khác một chút với đàn chị Ngô Thanh Vân, là sẽ mở rộng thêm các hoạt động kêu gọi quyên góp cộng đồng, đưa vết sẹo cuộc đời ra với cộng đồng nhiều hơn. Ngô Thanh Vân chọn lựa Dung Phạm vì đã từng gắn bó nhiều trong các hoạt động vết sẹo cuộc đời, hiểu công việc và quan trọng là cái duyên. Dung Phạm luôn giành những giải thưởng đạt được như Quán Quân Gương Mặt Thân Quen, Quán Quân Sao Nhập Ngũ, dự án Sách Xứ Sở Miên Man. Gần đây, qua chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Dung Phạm cùng các anh tài trong chương trình đã kêu gọi quyên góp cứu được 47 em mắc bệnh tim bẩm sinh, còn số này vẫn đang tăng lên hàng ngày. Với chủ đề Shape of Dream, dáng hình của những ước mơ,
Ban tổ chức kỳ vọng Vết sẹo cuộc đời 11 sẽ vẽ nên bức tranh đầy màu sắc về những ước mơ đang xen. Đó là ước mơ của cộng đồng, của những nhà hảo tâm và nghệ sĩ về việc mang đến cơ hội sống khỏe mạnh cho các em nhỏ. Ngô Thanh Vân cho biết mỗi năm có thêm rất nhiều bé bị tim bẩm sinh, khiến danh sách chờ được hỗ trợ phẫu thuật cứ kéo dài. Cô cũng như mọi người đều mong mỏi sẽ có lúc không còn danh sách này, nhưng đó là mơ ước lớn lao. Các bé cần được can thiệp trước năm 18 tuổi và mỗi bé khỏe mạnh sẽ mang đến nhiều điều cho cuộc đời này. Sự khỏe mạnh của cả thế hệ cần lắm sự chung tay. Cô cũng từng mong mỏi sẽ ghép phim ngắn Cỏ bốn lá, Máy bay giấy và một số phim ngắn khác để chiếu rạp. Toàn bộ tiền vé sẽ được quyên vào quỹ hỗ trợ các bé. Tuy nhiên, mọi dự định dang dở do dịch bệnh. Vết sẹo cuộc đời 11 chính thức khởi động và chương trình gây quỹ sẽ diễn ngày 23 tháng 11 tại Game Center. Các vật phẩm đấu giá gây quỹ sẽ được công bố trên trang web chương trình.